Các người thật sự có thể huấn luyện những cung nữ tỳ thiếp này thành những binh sĩ nghiêm minh à? Công tử, tôn huynh của tôi có thể làm những điều mà người ta làm không được. Chuyện đời không có tuyệt đối, bất cứ chuyện gì cũng có phương pháp giải quyết. Tôn võ thì muốn thử một lần. Hành binh khiển tướng không phải là trò chơi. Mong công tử hãy trả ơn tính ra trước, để tôi và Tôn đại ca có quyền lực mà dụng binh. Được chứ? Các người nghe đây, tất cả hãy nghe đây. Bây giờ tôi sẽ trào ấn xóa cho Ngũ tướng quân và Tôn tiên sinh. Các người phải nghe theo lời của họ. Nghe. Yeah. Ngũ tướng quân. Còn nữa, hy vọng công tử có thể hứa với chúng tôi một việc. Là việc gì? Không được can dự khi chúng tôi luyện binh. Được. Mời. Tập hợp. Nếu không nghe định, đừng chạy nhận ngay. Đừng chị kìa, đừng có giỡn mà. Đừng mà. Thôi đừng có giỡn nữa. Tập hợp. Quay ghê chưa. Nếu không xếp hàng chỉnh tề, quân pháp xử trí. Quân pháp xử trí. Xử trí cách nào hả? Xử trí ai đây? Ờ? Nhiễu loạn quân kỷ không chịu nghe lời. Chém. Hắn nói là muốn chém chúng ta kìa. Chị nói đi, công tử sẽ cho họ làm như vậy hay sao? Hắn có mừng ăn trời đi nữa cũng không có dám làm gì đâu. Nhưng nói đi nói lại, công tử sẽ giúp đỡ chúng ta có phải gì không? Phải. Lập tức kéo hai người này ra chém đầu. Đi. Cứu mạng. Đi. Công tử, cứu mạng. Ê, tại sao có người lại giết ác thiếp của tôi? Công tử, vi phạm quân kỷ đương nhiên phải chịu phạt. Thầy già đùa giỡn với nhau cần gì làm thiệt chứ? Quân lệnh như núi tuyệt đối không phải trò chơi. Công tử đã hứa không can thiệp chuyện chúng tôi luyện binh, không lẽ công tử nói không giữ lời hay sao? Tập hợp. Chúng ta đã giết chết hai ái thiếp của công tử, ông ta sẽ không trọng dụng chúng ta. Nhưng mà không sao, ông ta cũng khó mà dựng đại nghiệp. Chưa chắc. Với góc độ của Tôn Võ mà nói, công tử quen không phải là người bình phàm đâu. Tôi cảm thấy ông kín đáo và không phô bày. Kín đáo không phô bày tức là không thẳng thắn. Không thẳng thắn thì làm sao hợp tác được? Để nói rất đúng, không thẳng thắn thì không thể nào hợp tác được. Hiền đệ, coi nè. Công tử, kế quan khẩn sinh Ngũ tướng quân và Tôn tiên sinh ở lại. Công tử, kế quan đã cố thủ ở đây mười mấy năm rồi, chờ đợi nhân tài giống như hai vị đây. Lúc nãy chỉnh đốn quân kỷ tại quảng trường, quả nhiên lệnh xuất quân hành quan nghiêm vạn phương. Bổn không có nhiều vị tướng tài như vậy để hỗ trợ cho bổn vương chắc chắn thành đại nghiệp. Bổn quan làm sao có thể để cho gì ra đi một cách dễ dàng. Mong gì ở lại. Công tử quá khách sáo. Huynh đệ chúng tôi tìm kiếm danh chủ khắp nơi để mà nhờ giả, không thể nào dễ dàng bỏ qua. Hôm nay công tử thành tâm tương kiến, xem huynh đệ chúng tôi là tri kỷ, chúng tôi sẽ làm hết sức của mình để giúp cho công tử. Có thể gì được hai vị là phước đức suốt đời của tôi. Công tử, tại hạ có một yêu cầu. Nói đi. Ngày nào công tử có thể hoàn thành đại nghiệp, hy vọng ngài có thể giúp Ngũ tứ tư hoàn thành tâm nguyện. Được. Quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy. Ngươi phục hay không? Không phục. Ah!
Đây là nhà của tôi. Yếu Ly, con đi đâu vậy? Tới ngay. Hey, con đi đâu vậy? Kêu hoài cũng không trả lời. Cha, con mới đi khỏi. Cha đã nói với con bao nhiêu lần rồi, cha kêu là phải tới ngay mà. Con không có thể đi bậy đâu. Cha nói sao con cũng không nghe lời. Nhớ kỹ, từ nay không được chạy bậy bạ đó nha. Cha kiếm cho huynh nè. Cảm ơn cô đã đưa tôi về đây. Năm cô nương à? Không có gì. Thật ra tôi phải tiễn chuyện cô về, nhưng mà tôi còn phải chạy củi nấu cơm. Nếu mà trễ sẽ bị cha tôi la đó. Khỏi cần tiễn nữa. Thật ra cha tôi không có dữ lắm. Ông là người rất tốt. Từ nhỏ tôi đã mất mẹ rồi. Chính cha tôi đã nuôi tôi từ nhỏ tới lớn. Vì vậy có rảnh không? Có chuyện gì? Tôi đưa cô đi xem bùa của tôi. Tất cả đều là bùa quấn của tôi. Đừng có xem nó tàn tạ. Thực ra những thứ này đã giúp tôi rất nhiều. Không có từ đó, tôi lại không có cách gì đấu kiếm với người ta đâu. Mỗi khi đấu kiếm xong, tôi lại đem từ nó tới đây để mà cất giấu. Tại sao huynh lại thích đấu kiếm với người ta như vậy? Bởi vì tôi muốn trở thành một kiếm khách. Cha tôi nói tôi biết, cha ruột của tôi là một kiếm khách rất nổi tiếng, đi khắp thiên hạ vô địch thủ. Đáng tiếc tôi đã quá trễ, chưa được thấy kiếm pháp của ông ta. Nhưng mà không sao đâu, tôi nhất định giống như cha tôi, trở thành một tên kiếm khách thật sự. Hãy xem đây, đây là lì đồ nước ngô của tôi. Còn đây là phong địa của Khánh Kỵ. Còn đây là ông địa của tôi. Nhỏ hơn mảnh đất của Khánh Kỵ mấy lần. Nhân khẩu, quân lương và quân lực đều không bằng hai phần của Khánh Kỵ. Nhưng mà ưu thế của chúng ta là sự khổ công gây dựng mười mấy năm qua, chờ đợi xuất phát. Không sai, chỉ cần chúng ta chưa mộ binh sĩ, đoàn kết lại với nhau, chưa chắc gì mình thua Khánh Kỵ. Vào đi. Báo cáo công tử. Có chuyện gì? Đại thái tử đang vào thành. Mau chuẩn bị rượu và đồ ăn. Dạ công tử. Chạy tốt nè, mua vô đây. Qua đây mua vô đây. Sao đông người quá vậy? Quân lính tới đó. Quân lính tới. Đánh ra. Đại ca. Giờ này khỏe không? Khỏe. Ta đi ngang chỗ này, sẵn đây ghé thăm. Cảm ơn đại ca quan tâm. Đệ đã chuẩn bị rượu và đồ ăn để tiếp đón đại ca. Sư đệ, đệ có biết chỗ này có gì tốt không? Cái gì? Đó là phong y túc thực. Lần nào huynh đi ngang cũng cầm lòng không nổi, muốn vào để mà hưởng thụ.
Đại ca thích như vậy thật là quý quá. Nhưng mà lần này huynh sẽ không ở lâu. Tại sao vậy? Sáng sớm ngày mai huynh xuất phát tấn công Ngụy Quốc. Tại sao tấn công Ngụy Quốc? Tỳ thiếp mà Ngụy Quốc mang tới lại không nghe lời của ta, nhảy sông tự tử. Đưa một người không dạy dỗ đàng hoàng cho ta, rõ ràng là khinh thường ta. Ta sẽ cho bọn chúng biết lợi hại. Huynh xuất phát tấn công Ngụy Quốc. Tại sao tấn công Ngụy Quốc? Tỳ thiếp mà Ngụy Quốc mang tới lại không nghe lời của ta, nhảy sông tự tử. Đưa một người không dạy dỗ đàng hoàng cho ta, rõ ràng là khinh thường ta. Ta sẽ cho bọn chúng biết lợi hại. Sư đệ, chỗ này vật chất phong thịnh, nhưng mà các người lại phí của trời. Một con gà ngon lành nhưng mà lại nấu khó ăn như vậy. Để hãy thử đi. Thế nào? Huynh kêu để thử đi. Mùi vị sao hả? Đích thực là nhạt nhẽo vô vị. Không phải nhạt nhẽo vô vị, mà là quá mặn. Phải, mặn quá. Mặn quá. Hãy chuẩn bị 3,000 tráng binh, mang 3 vạn giả gạo, ngày mai xuất phát và mang theo. Cái đó e rằng là không kịp. Hành quân đánh giặc, dụng binh thần tốc. Nếu làm không được thì xử chém. Dạ. Ăn no uống đã. Bây giờ ta buồn ngủ rồi. Vậy đã cần dặn họ chuẩn bị xong hành cung. Vậy người đẹp đâu? Để lập tức đi chuẩn bị. Đứng đó. Sư đệ, để dự trù nhịn tới bao giờ đây? Đừng có tưởng rằng huynh không biết gì cả. Người hận ta, người có ý đồ gì, có phải không? Đệ không dám, không dám. Cứ việc thực hiện âm mưu đi. Cho dù ngươi có bản lãnh tày trời cũng chống không lại ta đâu. Chịu hết nổi rồi. Cứ tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ đi mất. Công tử, tôi và Tôn đại ca đã nghĩ ra một cách để đối phó. Là cách gì? Màu trắng là binh lực của chúng ta, màu đen là binh lực của Khánh Kỵ. Thật sự quá chênh lệch. Nếu như muốn theo kịp quân lực của Khánh Kỵ, ít nhất phải 10 năm. 10 năm? Còn phải chịu đựng 10 năm nữa à? Tại sao tới lúc đó sự trong trắng gì cũng mất hết? Cho nên tôi và Ngũ Đệ đã quyết định đi nước cờ hiểm yếu. Hai người định nói là dùng binh lực ít ỏi của tôi đây để chiến đấu với quân đội của Khánh Kỵ à? Không, chúng ta không cần phải đánh trận, nhưng đánh chắc chắn phải trúng. Chúng ta không thể chiến đấu với tất cả binh lực của Khánh Kỵ, mà chỉ đấu với một mình Khánh Kỵ thôi. Một mình? Phải, không sai. Tôi và Tôn đại ca đều nghĩ rằng nếu như muốn thắng Khánh Kỵ chỉ còn có một cách thôi, đó là dùng thích khách.
dùng thích khách. Như vậy làm sao hành thích? Có người nào thích hợp hay không? Đừng chậm trễ, lập tức tiến hành. Chuyện này không thể gấp đâu. Nhất định phải có một người rất thích hợp. Tìm đến một phương pháp tốt nhất, chọn lựa một thời cơ tốt nhất để ra tay. Không thể thất bại. Khánh Kỵ không chết, chúng ta sẽ chết. Xin công tử yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ hỗ trợ cho công tử lên ngôi thật sớm. Tôi thắng rồi, tôi thắng rồi. Liền giống như họ vậy cũng không đối phó nổi với Tây Môn Lục. Đúng vậy. Các hạ võ công cao cường chính là người chúng tôi đang kiếm. Không biết các hạ có chịu khó một chút không? Thù lao thế nào? Tùy theo các hạ, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Việc quan trọng, xin giữ bí mật cho. Các ngươi khinh thường Tây Môn Lục ta quá. Tưởng ta có hư danh thôi sao? Không phải, không phải. Tây Môn đại hiệp, chuyện này rất là cơ mật, cho nên không thể nói trước. Tây Môn Lục, con tìm không được cho ngươi. Tây Môn Lục ta đợi ngươi lâu rồi. Con chạy à? Muốn chết hả? Chỉ có bề ngoài. Trời đất bao la, không lẽ tìm không được một người thích hợp hay sao? Công tử, muốn tìm một người thích hợp không thể nóng nảy được. Thực ra điều quan trọng nhất là tấn công bất ngờ. Võ nghệ cũng không cần nghiêm khắc tới vậy. Chọn thích khách thì không thể lơ là. Sống chết tồn vong đều nhờ vào nó. Không có người thích hợp, chúng ta thà là chờ đợi. Đợi? Đợi bao lâu? Tới lúc tìm được mới thôi. Tôi nghĩ rằng có nhiều gì giúp đỡ, sự gì sẽ có chuyển cơ. Quá ra vẫn phải chờ đợi. Chờ đợi bao lâu nữa? Trời cao, thật là trớ trêu. Cha, dẹp lấy. Cha, sao cha phản ứng chậm vậy? Ai cứ gọi vào đây kiếm chuyện? Con. Ngày thường cha dạy con thế nào? Giờ phòng phải gõ trước cửa, còn gặp người ta phải cúi đầu chào. Rõ ràng không có nguyên tắc gì hết. Cha, lập tức ra ngoài cho cha. Hãy qua bên kia gõ cửa 100 lần, chào hỏi 100 lần. Ta cũng muốn đợi nữa. Công tử nóng ruột hoàn thành, nhưng mà dục tốc bất đạt. Hành động lần này không phải là tầm thường, không thể nào thất bại. Nếu như hành tích Khánh Kỵ thất bại, chúng ta không thể sống được nữa. Tôn Võ chết không đáng tiếc, nhưng sự nhẫn nại bao nhiêu năm của công tử lại hủy trong một ngày. Công tử, điều binh khiển tướng, nếu muốn thắng thì phải hội đủ thiên địa tướng pháp, thiếu một cũng không được. Nói tóm lại, thiên thời địa nhân hòa đều phải lo hết. Bảo cũng hiểu rõ. Công tử hiểu thì được rồi. Thank you.
hay gì. Bối bối, bối bối, con làm gì vậy? Chính cha kêu con đi làm 100 lần. Con đứng lại. Con nói sao mà vô lễ quá vậy? Công tử bớt giận, dạy con phải dạy từ từ. Làm cho con kẻ giật mình thì không có được tốt đâu. Ngay cả nhà cũng lo không xong thì làm sao đoạt thiên hạ? Tề gia bình thiên hạ là hai chuyện khác nhau, công tử không thể để chung với nhau được. Con không nhận lỗi. Thiệt là hết nói mà. Ta đánh à, công tử bớt giận, xin công tử bớt giận. Cứng đầu ngoan cổ, cha đời thật sự không làm gì được con. Công tử, hãy để Tôn đại ca thử đi, biết đâu chừng Tôn đại ca nghĩ ra phương pháp tốt để dạy con. Vậy thì làm việc để Tôn tiên sinh. Tôn võ sẽ thử, Tôn võ sẽ thử. Ha, thiệt là hay, còn thêm mấy hộp nữa. Những cái hạt táo ngâm đường phèn đặc biệt này, ăn vào thì mát cổ họng, ngon ghê lắm đó. Muốn thử không vậy? Cháu không muốn thử thì bà bá ăn một mình. Bà bá ăn nha. Ngon thiệt á, ngon thiệt. Ây da, ăn quá no rồi, ăn không được nữa. Bỏ đi thì thấy tiếc. Bối bối à, ăn không vậy? Ai nói cháu không ăn? Thì phải, ai nói là bối bối không ăn chứ. Nè, bối bối à, thử một viên đi. Ngon lắm đó, thử đi. Thử đi. Thật ra cháu cũng ngoan lắm. Ai nói cháu không ngoan? Đâu có ai nói. Bởi vì ba bá tưởng là bối bối không ngoan. Ba bá thấy bối bối lúc nào cũng làm phiền cha, muốn cha chơi chung với bối bối. Nhưng mà ông lúc nào cũng có chuyện làm mà. Cháu không muốn cha cháu làm việc, cha cháu không chơi chung với cháu. Cháu hận cha cháu. Hận cha của cháu? Ê, cái này nghiêm trọng lắm mà. Cháu muốn ông chết. Được, thì như vậy đi. Vậy thì làm sao? Ba bá và bối bối đã là bạn thân rồi. Ừ. Vậy chuyện của bối bối ta đương nhiên phải giúp chứ. Cháu có chuyện, mà chuyện gì đây? Cháu hận cha của cháu, cháu muốn ông chết mà. Ba bá là bạn của cháu, đương nhiên phải giúp cháu rồi. Giúp bằng cách nào đây? Ba bá tìm thích khách giùm cháu. Sao đây? Không muốn giết cha hả? Không dám hay sao? Cháu muốn giết cha cháu, ba bá tìm thích khách giùm cháu đi. Được, không thành vấn đề. Chúng ta ăn mấy trái táo đường phèn này trước đi hả? Rồi mới đi kiếm à? Nè. Ý, ba bá đừng cười nha. Cháu thật sự đi tìm thích khách đó. Không cười. Thiệt phải đi tìm, thiệt phải đi tìm. Tôn ba bá, mở chỗ này có thích khách sao? Thích khách ở gần khu này, chỉ cần tìm thật kỹ là có thể kiếm ra được. Ở đó có chuyện gì vậy? Ở bên kia có thích khách. Thiệt hả? Chưa gì đã tìm được thích khách rồi. Cái gã này thiệt lợi hại, có thể làm thích khách được. Hai người này xấu quá, khó coi quá à. Đúng ha, bối bối của chúng ta đẹp như vậy, không thể nào kiếm thích khách xấu như ma chứ. Không sao đâu, chúng ta đi kiếm người đẹp hả? Được lắm. Đi. Mệt quá à, Tôn ba bá, thôi đừng kiếm nữa. Không được, làm việc gì cũng phải kiên nhẫn và kiên trì. Ba bá hiểu rồi, không cần giết cha cháu phải không? Đương nhiên là không phải, cháu hận ổng lắm. Nếu là vậy thì chúng ta trước sau phải tìm được thích khách mới thôi. Nè,
Nhà bối bối à, người này có đạo pháp như là thần vậy. Không được. Coi cũng đâu có tệ chứ. Cháu không muốn cha cháu chết mà không có chân. Ồ, thì ra bối bối rất là hiếu thảo. Giết cha cũng muốn giữ toàn thay cho cha. Chúng ta đi tìm người khác đi. Ý da, cháu đòi hỏi cao như vậy thì khó kiếm lắm. Không sao đâu, chúng ta đi chỗ khác kiếm hả? Chỗ khác kiếm được mà. Ở đâu vậy? Cảm ơn, cảm ơn. Còn ba má, thôi chúng ta đi đi. Cháu thấy sợ quá à. Ba má cũng sợ vậy, nhưng bây giờ không thể đi được, nhất định phải tìm được thích khách. Chỗ này có thể tìm được thích khách sao? Chỗ này là chỗ thích khách đông nhất trong toàn thành. Đừng có sợ. Người này là người hung tàn nhất, trong vòng một đêm giết mấy chục mạng người, gan dạ lắm. Cháu thì không cần hả? Không sao. Được, kiếm người khác cho cháu nha. Nhìn rõ chưa? Người kia kìa. Nó cũng giết chết rất nhiều người hả? Hắn không thích giết người, hắn chỉ thích ăn thịt người thôi. Hắn đã ăn hết mười mấy người rồi. Xem vết thương bên kia. Cái người này đó hả? Không có thích ăn thịt người, cũng không muốn giết người. Hắn chỉ muốn bắt người lột da. Nó lột da người ta để làm gì? Hắn dùng để làm túi xách, làm túi đựng tiền. Làm vậy đi. Tần bá bá, đừng có nói nữa được không? Cháu sợ lắm. Thôi chúng ta ra ngoài đi. Được. Tụi mình ra ngoài. Đòi hỏi của bối bối cao quá. Người này không được, người kia cũng không xong. Nhưng mà nói đi phải nói lại, thích khách rất là khó kiếm đó nha. Nếu như vậy thì tôi... Không được, cha của cháu tệ quá đi. Nếu không giết ổng á thì cháu làm sao nguôi giận được chứ. Không có sao đâu, để bá bá nghĩ giùm cháu. Nếu tìm không được thì đừng miễn cưỡng. Ê, bá bá nghĩ ra rồi. Đừng tới chỗ thiên lao kia nữa. Ở tại chỗ này. Ở đây. Ai vậy? Tôn Võ là bá bá nè. Không tin hả? Đừng có thấy bá bá tối ngày cứ cười hỉ hả giống hệt như người tốt. Thật ra bá bá rất là nhẫn tâm. Đừng có nói thêm nữa. Bá bá là người thích hợp nhất. Nè, cha của cháu có nhận ra bá bá đi nữa thì cũng không có đề phòng. Vậy thì bá bá có thể ra tay. Còn nữa, chúng ta là bạn bè mà. Bá bá không có đòi tiền đâu. Lại có thể làm theo ý của cháu nữa. Cháu muốn làm như thế nào? Lột da thì lột da. Cháu nói bẻ xương thì bẻ xương. Còn nếu như không thì chặt ra từng miếng đem đi nấu canh. Nếu không có vấn đề thì quyết định vậy đi. Bá bá đi mua đâu? Ê, đừng mà, đừng có mua. Bối bối, tại sao lại khóc vậy? Giết được cha thì cháu phải nên vui mừng mới đúng chứ. Tường bá bá, bá bá có thể nào đừng giết cha của cháu không? Như vậy đâu có được. Chúng ta đã bàn thảo trước, nhất định phải giết. Tường bá bá, đừng giết cha cháu được không? Cháu thương cha cháu lắm. Bối bối nói là hận cha của mình đó mà. Cháu không hận cha cháu. Cháu chẳng qua hy vọng ông ta thường có chuyện làm, không đi chơi chung với cháu. Cháu chỉ không thích ông ta đi chơi chung với cháu thôi. Bá bá đừng có giết cha cháu ra có được không? Thôi được, đừng khóc nữa. Bối bối kêu bá bá không giết thì bá bá không giết. Thiệt hả? Nhưng từ nay phải nghe lời bá bá. Dạ. Đừng có khóc nữa, ngoan hả? Thật ra lúc bá bá còn nhỏ thì cũng giận cha của mình lắm, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tới giết cha. Bá bá sợ cha không có cho ăn cơm. Bá bá lúc còn nhỏ sợ nhất là không có đồ ăn. Lúc bá bá còn nhỏ lì lắm hay sao? Ngoan hơn bối bối một chút. Ngoan như thế nào? Nói ra dòng dài như con đường này. Lúc Tôn Võ còn nhỏ theo thầy học nghề cho nên đã xa cha. Xin hỏi ông làm gì vậy? Năm cung cô nương đâu? Lúc nãy mới trả phòng đi rồi. Minh Châu!
Minh Châu. Ông cản đường tôi với gì? Câu hỏi này phải để cho huynh hỏi muội. Muội không nói một lời từ giá lại bỏ đi. Minh Châu đi đâu về đâu vô căn với ông? Bởi vì đối với việc muội bỏ đi, huynh không hiểu tại sao muội lại bỏ đi như vậy chứ. Bây giờ muội có chỗ nào để nương thân? Trời đất bao la, tôi không tin không có chỗ dung thân, không cần ông lo. Không nói, huynh không cho muội đi. Được, tôi nói, tôi sẽ tới chỗ mà ông không tới. Tôi không muốn gặp mặt ông nữa. Chúng ta đừng có cãi nhau nữa. Chúng ta hãy nói rõ ra tất cả mọi chuyện để giải quyết đi. Mình đã trải qua biết bao nhiêu gian khổ mới tới được nước Ngô này, bây giờ kể như đã được ổn định, tại sao bỗng dưng lại đổi ý chứ? Trời đất bao la, còn có bao nhiêu việc ông không hiểu. Trong lòng của ông chỉ là trả thù cho nhà họ Ngũ của ông, còn những chuyện khác không có thời gian để tìm hiểu rõ ràng, có phải không? Huynh nghĩ trên đời này chỉ có muội là người hiểu rõ huynh, thì ra trong lòng của muội huynh chỉ là một tên mãnh phù. Tôi không muốn nói chuyện với ông nữa, đừng có cản đường tôi, tránh ra. Huynh không cho muội đi. Buông tay. Vậy cháu muốn gì đây? Hiền đệ. Công tử. Đệ ca, tôi muốn hai người làm chứng. Tôi nhất định cưới Nam Cung cô nương làm vợ. Từ nay vinh qua cùng hưởng, sống chết có nhau. Tôn võ đợi cầu nãy đã lâu lắm rồi. Muội không đi nữa chứ? Minh Châu hy vọng là huynh không phải nóng nảy nhất thời. Tuyệt đối không có. Muội chính là người mà huynh yêu nhất trên đời. Công tử, tôn võ to gan, mong công tử chủ hôn cho họ. Được. Ở trong dương phủ này đã lâu rồi không có tổ chức tiệc mừng. Ngũ tứ quân có thể cưới được người vợ xinh đẹp như là Nam Cung cô nương đây, đó là một việc đáng mừng. Bản cung sẽ chủ hôn giùm cho họ, tổ chức hôn lễ một cách trịnh trọng, đãi tiệc quần thần, đồng thời còn phải tứ phong một nơi biệt diện để làm phủ đệ của Ngũ tứ quân sau khi tân hôn. Dạ tạ công tử. Vậy tồn võ phải xây một tháng thì mới được. Công tử Quang đã định hôn kỳ cho Ngũ Tứ Tư và Nam Cung Minh Châu, ban thưởng phủ đệ, tỳ nữ 100, lễ hội long trọng. Công tử Quang quả nhiên không có nuốt lời. Ông hứa tặng cho đệ một phủ đệ mới để làm quà, quả nhiên đã làm theo, cho thấy công tử Quang rất là trọng dụng đệ. Nhưng mà tôn võ không ngờ đệ lại thành hôn với lại Nam Cung cô nương vào đúng lúc này. Đại ca cứ nghĩ trước khi xuất binh chinh phục nước Sở, đệ sẽ để nhi nữ tình trường qua một bên. Tôn võ muốn hỏi hiền đệ, hiền đệ có phải là thật tình không vậy? Đệ đã nói nhất định sẽ cưới Nam Cung cô nương, đệ đã phụ lòng cô ta cho nên không thể để cho cô ta buồn nữa. Thanh xuân của các cô nương đừng có để chậm trễ. Cô đã theo đệ bôn ba đệ đó lâu như vậy, đệ không có bày tỏ điều gì cả, cho tới lúc cô bỏ đi đệ mới có phản ứng. Tôn võ cũng nghĩ rằng lòng dạ của đệ sắc sồ. Tôn đại ca, chỉ sợ là đệ nóng nảy nhất thời, sau đó thì cảm thấy hối hận. Thành gia là chuyện trước sau mà, đã bao nhiêu năm trôi dạt, đệ cũng hy vọng có thể an định trở lại. Vì muốn trả thù đệ đã quá mệt mỏi. Mệt thì nói làm cái gì chứ, ăn không ngon ngủ không khỏe rõ ràng là sự hành hạ. Nhưng mà đệ kể như hiểu rõ thành gia thất là một việc tốt. Nói đúng ra đại ca cũng rất nhớ nhung người vợ bao nhiêu năm của đại ca. Không biết hoàn cảnh của bà bây giờ thế nào. Ngày xưa Tôn đại tổ cũng đã từng hy vọng sau này đại ca có thể tạo dựng được một sự nghiệp lớn. Nếu như xuất binh chinh Sở và đánh bại quân Sở, hoàn thành tâm nguyện của mình, đó cũng là câu trả lời của huynh đối với đại tổ rồi. Nhưng mà không biết tới khi nào mới có được ngày đó. Ê da, xem nè, ở đâu cũng là toàn màu đỏ, giống như là ăn Tết vậy. Hôn nhân đại sự còn quan trọng hơn là ăn Tết. Còn quan trọng hơn là ăn Tết hả? Nói như vậy rất là quan trọng rồi. Đúng vậy. Vậy dì nương có giống như là mẹ của cháu khi ăn Tết đưa lì xì cho cháu hả? Dĩ nhiên rồi.
Vậy thì Di Nương cũng giống hệt như mẹ của cháu, chải tóc thật là cao, phải vậy không? Con gái khi lấy chồng và con gái khi còn ở với cha mẹ hoàn toàn khác với nhau. Hay nhờ, nếu mà chải tóc như vậy thì hoàn toàn giống hệt như người lớn và nhiều lắm. Di Nương cũng đồng ý nữa sao? Thật ra tại sao trai và gái lại phải thành hôn? Vậy cháu có thấy Quỳnh Nguyên ở trong hồ nước lúc nào cũng từng đôi từng cặp hay không? Cháu thấy chứ. Còn nữa, những hoa sen ở trong bờ hồ cũng nở chung với nhau nè. Mỗi một vật gì cũng phải từng đôi từng cặp, như vậy mới là hoàn mỹ. Cháu hiểu chưa? À, giống hệt như là cái chân của con người vậy, phải có một cặp mới đi đường được. Nếu bằng không thì đi cà thọt phải không? Tóm lại, khi hai người thương nhau, nam và nữ kết hợp với nhau, nếu mà cha mẹ của cháu không có thành hôn thì làm sao mà có cháu được? Hóa ra như vậy hả? Vậy thì Ngũ đại ca thích Châu tỷ tỷ, Châu tỷ tỷ lại thích Ngũ đại ca, như vậy hai người sẽ cách tiểu Châu Châu rồi. Cháu rất thương cha của cháu, lại thích Tần Ba Bá và Ngũ đại ca, vậy khi lớn lên chắc phải lấy họ nữa hay sao? Cái đó thì không có giống nhau. Bây giờ cháu còn nhỏ, lớn chút nữa thì cháu sẽ hiểu. Thiệt hả? Dĩ nhiên rồi. Ôi, wow, hay quá. Hay quá. Ôi, Ngũ đẹp quá ha. Hay quá. Ôi, cảm ơn cái gì, cảm ơn cái gì. Cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Tôn Bá Bá, võ công người này không phải giỏi lắm hay sao? Chỉ có cái mã bề ngoài coi được chứ xài không được đâu. Người này không được. Đừng nóng rượt. Cháu biết rõ, Bá Bá muốn chọn một người thích hợp để làm thích khách. Ở trên đời này có biết bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ, họa hổ tàng long, thế nào cũng tìm được một người. Cái con nhà đầu này. Cháu đã 12 tuổi rồi, tại sao nói cháu là một A đầu chứ? Ê, Tôn Bá Bá, ở đằng kia có người nặng tượng kìa. Nè, bố bối. Bố bối. Trịnh phu nhân là ai vậy? Trịnh phu nhân tức là phu nhân của Trịnh Bá Hữu, họ là một cặp vợ chồng ân ái nổi tiếng. Ồ, có phu nhân không thể không có phu quân, vậy để tôi mua hai người đi. Được, hai người năm tiền. Cảm ơn. Ấy xin lỗi, tôi không muốn lấy cặp này nữa. Ông có thể nào theo gương mặt của hai chúng tôi nặng một cặp khác không? Được chứ, nhưng mà phải đợi một chút. Bá xem chúng ta có xứng đôi hay không? Ê, xứng chứ, đương nhiên là xứng đôi. Đợi cháu lớn khôn, cháu cũng giống hệt như là Minh Châu tỷ tỷ, lấy một người đàn ông mà cháu thương. Bối bối đã có người yêu chưa vậy? Kể như có đi, là Bá Bá đó. Tôn Bá Bá, sau khi lớn khôn, cháu nhất định sẽ lấy Bá Bá. Thôi được, sau khi lớn khôn thì đừng hối hận. Bối bối nhất định không hối hận đâu. Nhưng mà Bá Bá đừng quên nha. Nè, uống trà đi. Ngay cả cái chòi cũng không có. Thật sự không biết ở đâu. Dì huynh đệ à, xin hỏi Sơn Trang Liễu Mẹo Tố cách đây khoảng bao xa hả? Không có xa lắm. Đi ngang qua một ngọn đồi nữa là tới rồi. Cảm ơn, để cả mình đi. Còn phải leo qua ngọn núi nữa. Thì không hiểu mấy kiếm khách đại hiệp ở Thâm Sơn không ở tại thị trấn. Không lẽ nhất định phải ở tại Thâm Sơn mới có thể luyện võ công giỏi hay sao? Võ công đã tiến bộ rất nhiều. Những con người kiên trì cố chấp như vậy thiệt là hiếm có. Oh.
Hay quá. Người đã thua rồi, có phục hay không? Tôi còn có thể đứng dậy thì còn có thể đánh lại, sao tôi phải chịu thua chứ? Ông khỏi cần nhường, tôi còn chưa bị đánh gục mà. Đánh đi. Cẩn thận chút. Cẩn thận. Dì lên giường đi. Cẩn thận nha. Nghe đây, lập tức chuẩn bị một cái thùng lớn đựng đầy nước ấm và 6 cân muối. Dạ, biết rồi. Đồ chó kìa. Lại chạy đi đâu nữa rồi? Cái thằng này thiệt tên à. Mặt trời đã lặn rồi còn không có chịu về nhà nữa. Ông chính là dưỡng phụ của Yếu Ly à? Hiền đệ, có phương pháp nào trị thương cho hắn không vậy? Điều quan trọng nhất bây giờ là phải trị tận gốc cho hắn, cho nên nhiệt độ nước không thể hạ thấp được, bằng không thì thuốc sẽ không được phát huy. Mang thêm thùng nước ấm tới đây. Dạ, tướng quân. Đã bỏ 6 cân muối mà nước cũng không mặn nữa, thiệt kỳ lạ. Bẩm báo công tử, cha nuôi của Yếu Ly đã đưa tới. Ông đây chính là cha nuôi của Yếu Ly. Bái kiến công tử hoàng. Khỏi cần đa lễ. Tôi mời tiên sinh tới đây là muốn xem tiên sinh giống hệt như là khách quý. Xem tôi như là khách quý à? Ông đã nuôi một đứa con trai rất giỏi, Yếu Ly là một nhân tài hiếm có. Hãy đưa tiên sinh đi tắm rửa thay đồ, sau đó gặp mặt Yếu Ly, nhất định phải khoản đãi như là một khách quý. Dạ công tử. Dạ đa tạ anh, đa tạ. Ta sẽ đấu với nhà ngươi, ta không chịu thua đâu. Mới lượm lại được mạng sống của mình, vừa mới tỉnh lại là đòi chém đòi giết. Con người của ông thiệt là quá kỳ lạ. Tại sao tôi lại ở đây? Chỗ này là chỗ nào? Ông đã quên rồi à? Ông thật sự không còn nhớ gì hết? Tôi chỉ nhớ là bị Liễu Mèo Tố đâm tôi một kiếm, tôi đã tán ông ta một bạt tay. Kết quả đệ tử của họ xông tới đánh tôi, vừa đấm vừa đá túi bụi. Sau đó Ngũ đại ca, Tôn đại ca đã cứu huynh về đây, giờ còn trị liệu vết thương băng bó giùm cho huynh. Chính họ đã cứu tôi hả? Sao họ lại cứu tôi chứ? Tôi phải đi tìm họ. Coi chừng sẽ làm động tới vết thương. Huynh nóng lòng như vậy để làm gì? Tác chiến một trận vừa mới tỉnh lại, chắc là đói bụng lắm rồi. Ăn chút đồ trước đi rồi mới qua gặp cha huynh. Cha của tôi. Được.
nhảy đi, nhảy đi, hả? Cha, cái thằng trời đánh, cái thằng trời đánh yếu ly này. Cha, con còn chưa chết hả? Con không có sao, nhưng mà vết thương vẫn còn đau. Cha biết là con không có chuyện gì mà ngồi xuống đi. Đại nạn bất tử, tất hữu hậu phước. Con chưa có chết là cha không chết đâu. Lần này con oai phong lắm. Ngay cả cha của con cũng thơm lây được vào Dương phủ đó. Được gặp công tử Hoàng nữa, có thể ở đây ăn uống thoải mái lắm. Và còn được coi người đẹp biểu diễn ca vũ nữa. Con à, từ nay con này may mắn rồi đó. Thật không hổ là dòng dõi kiếm khách thế gia. Từ nay phú quý vinh hoa của con sẽ hưởng mãi không hết. Yến Quỳnh, Mũ tiên sinh, Tôn tiên sinh, nhị vị ân công, cảm ơn hai người đã cứu tôi, đại ân đại đức suốt đời không có quên. Yến Ly Quỳnh, chúng ta đều là huynh đệ, xin đừng khách sáo. Vết thương huynh chưa lành, đừng nên cử động. Mời ngồi, mời lão tiên sinh ngồi. Thức ăn ngày hôm nay có hợp khẩu vị với hai người không? Hợp lắm, xưa nay chúng tôi chưa có được ăn món ăn nào ngon như vậy đâu. Nếu mà hợp như vậy thì cậu tiên sinh hãy ăn nhiều một chút. Yến Quỳnh, huynh đang bị thương trong người, cần phải ăn yến nhiều một chút để tẩm bổ cho sức khỏe. Cháu Yến hả? Cháu Yến đó. Cảm ơn hai vị đã cứu mạng tôi, lại mang cha của tôi tới đây, lo lắng đủ điều, ơn nặng như núi. Đối với cha con chúng tôi, Yếu Ly không có gì đền đáp. Nếu như có chỗ nào cần đến Yếu Ly tôi, cho dù có lên núi dao xuống biển lửa, Yếu Ly cũng tuyệt đối không chối từ. Yến Ly đã quá lời, chúng tôi không bao giờ muốn để phải lên núi đào xuống biển lửa đâu. Chúng tôi chỉ muốn huynh giết một người. Không thành vấn đề. Giết người hả? Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, xin lỗi tiên sinh muốn giết người nào? Đừng nóng ruột, bây giờ còn chưa tới lúc. Đợi vết thương lành lại rồi tính sao? Giết con người là có thể hưởng tận phú quý vinh hoa. Vậy thì con cứ việc giết thêm vài người nữa đi hả? Yến Ly Quỳnh, Tôn Võ muốn hỏi Yến Quỳnh là tại sao không hỏi là muốn giết người nào hả? Chỉ cần hai vị kêu giết, giết người nào cũng như vậy thôi. Nhưng kiếm thuật của huynh chưa có căn bản, đợi khi nào huynh lành lại, tôi sẽ truyền thụ võ công và vận khí cho huynh. Thật hả? Nếu như truyền thụ kiếm thuật vận khí và võ công điều kích cho tôi, vậy thì cảm ơn, hãy nhận Yến Ly một lại. Yến Quỳnh, đừng câu nệ, đứng dậy đi. Muội thì không hiểu, thiết sát khánh kỵ không phải là chuyện dễ. Huynh đã tìm bao lâu vẫn không tìm được người thích hợp, tại sao huynh lại chọn Yến Ly? Muội còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp Yến Quỳnh và lúc nào và ở đâu hay không? Ở tại một quán trà bên bờ sa mạc, cho đến nay đã vào khoảng nửa năm rồi. Không ngờ trong nửa năm ngắn ngủi, kiếm thuật của anh ta đã tiến bộ một cách thần tốc. Cuộc chiến tại Trúc Lâm lần này, tuy là kiếm thuật của anh ta không có bằng Liễu Mèo Tố, nhưng mà so với ngày xưa, anh ta chỉ vào sức khỏe trong người, hoàn toàn không có căn bản đứng tấn hay là nội công. Bây giờ thay đổi khác, hình như là đã hoàn toàn thay đổi. Cho dù biết thua đi nữa, anh ta vẫn đánh tới cùng, và khi bị té xuống thì đứng dậy đánh tiếp. Sức chiến đấu của người này quá mạnh. Không những là sức chiến đấu, mà còn là người trọng tình nghĩa. Chỉ một chén cơm thôi còn muốn đền đáp. Người này tuyệt đối không có lòng dạ thay đổi, chỉ cần dạy dỗ thêm một thời gian nữa thì... Với khánh kỵ, anh ta là người thích hợp nhất. Vì muốn tập luyện cho Yến Ly, cho nên hôn nhân của Ngũ Tứ Tư và Nam Cung Minh Châu phải đình lại. Nếu như muốn lên đường thì bất cứ thời tiết như thế nào cũng lên đường được. Đó rất đúng. Mục đích lần này ta đi ra là muốn tìm hai bụ bối cho huynh. Bụ bối gì vậy? Trở về huynh sẽ biết ngay. Đại ca, trên đường đi cẩn thận. Đường xa hiểm trở cũng không bằng đường đời hiểm trở. Cả hai cái đó không làm khó dễ được tôi. Nè, thôi được, đừng tiễn nữa. Xin tạm biệt. Tạm biệt.
Đại ca, mã thuật của đại ca thật là giỏi đó. Nếu như tôi có thể giấu hình như đại ca vậy thì rất là quay phong đó. Muốn học thì phải chịu khó. Lên xe đi. Ngựa chứng khó thuận, điều khiển một con ngựa còn khó khăn hơn sử dụng một cây kiếm. Sợ hả? Nắm chặt cương ngựa. Được. Yeah, yeah. Tiên sinh, hãy xem con ngựa trắng này kia mạnh tới cỡ nào. Nhìn nó là biết con ngựa tốt rồi. Làm sao tính rẻ trong đó? Con ngựa này thường quá đi, không phải là con ngựa tốt. Con ngựa tôi cần giá cả không thành vấn đề, nhất định phải là ngựa tốt. Đưa tôi đi xem ngựa chiến đi. Được. Ông Tôn à, sao mà ông khó khăn quá vậy? Ngựa của ông toàn là ngựa dở không à, cho tôi làm sao mua được đây? Đây toàn là những người quý, cả trăm con mới chọn được một con đó. Ông không có thành thật lừa gạt tôi. Tôi có nghiên cứu về ngựa đó mà. Chiến mã là chiến mã à? Tốt tiên sinh, ông đầy nói trời đó hả? Ông nói có nghiên cứu về ngựa. Đàn ngựa đó tốt hay sao? Có một con ngựa tốt. Ê, mua vô đi, mua vô đi, mua vô, mua vô đi, mua vô. Cô đi, ngựa chiến nè. Bao nhiêu tiền? Con ngựa tốt vậy chỉ 5 sâu tiền thôi. 5 sâu? Bộ chưa bị thương hả? Tôi dùng nó để kéo cày và kéo xe. 3 sâu tiền đi. Không được, không được. Anh bạn à, thật sự là một con ngựa tốt mà. 3 sâu tiền mà cũng không bán nữa à? Tôi nghĩ chắc là không có ai mua đâu. Con ngựa này tốt lắm, tôi đã tốn rất nhiều tâm huyết mới có thể nuôi lớn nó. Nếu như tôi cũng phải lấy nó để mà cày ruộng và kéo xe thì tôi không có mua con ngựa thọt này của ông đâu. Đừng nói nhiều, 3 sâu tiền không bán đâu. Vậy bán cho tôi 3 sâu tiền nha. Không có người nào mua nữa đâu. Ông bạn, tôi trả 1 đồng để mà mua con ngựa này. Được, lời hứa danh dự. Hey, ông bạn à, đừng có giành với tôi chứ, tôi đã nói với ông ta rồi mà. Không sao đâu, tôn võ đền tiền lại cho. À, không những cái gì chứ hả? À, không thành vấn đề. Bằng bỏ xong tàn thuốc này thì mày sẽ là thiên lý thần cầu, khôi phục thân phận nghệ sĩ của mày. Mày phải ráng một chút nha. Quả nhiên là một con chiến mã. Các người có thể đi được rồi. Dạ. Thank you.
cùng huynh đã tới. Mùi thổi ra âm điệu hay như vậy, huynh không tới thì làm sao được? Đáng tiếc mùi không phải thổi cho huynh nghe. Ồ, quá ra còn có người tri âm khác. Mùi thổi cho các con chim ở trên cây nghe, thổi cho mấy con ếch ở trong hồ nước nghe. Mùi nhất định không thổi cho huynh nghe. Chim ở trên cây và những con ếch trong hồ nghe được tiếng nhạc của mùi, giật mình bỏ chạy hết rồi. Làm phiền tới hai vị, lúc nãy tôi nghe được tiếng nhạc cho nên mới tới đây xem. Điều nhạc đó thật là hay. Bây giờ tôi phải đi. Nếu như Yến Quỳnh đã tới rồi thì chúng ta nói chuyện một chút đi nha. Yến Quỳnh, mời. Cái này là cái gì? Là dưa mật từ Tây Tần đưa tới, rất thơm và ngọt. Dưa mật từ Tây Tần trở tới, thật là quý đó. Vật quý gì đi nữa cũng để cho người ăn. Ngon lắm. Vậy thì ăn thêm miếng nữa đi. À, xin lỗi đại tẩu, có biết là ông thợ rèn kiếm giải mình ở đâu không vậy? Tôi không biết. Thiên hạ đệ nhất kiếm, kiếm quý đây. À, đại gia à, kiếm quý đây, muốn mua kiếm gì đây hả? Ở đây kiếm lớn kiếm nhỏ, kiếm ốm kiếm mập, kiếm gì cũng có cả, tự nhiên đi. Nhưng đáng tiếc không có thanh kiếm nào tốt. Trà đá đây. Một tách trà. Ờ. Không lẽ kiếm làm chỗ? Đại gia muốn kiếm ai? Tôi muốn tìm thiên hạ để nhớ kiếm giải mình. Ờ, à, để tôi đưa đi cho. Đại gia ở đây nè, ông hãy gõ cửa đi. Được, cảm ơn nhiều. Ờ, à, khỏi cần. À, tiếp làm phiền ông. Xin cáo từ. Ông tìm. Mai. Tôi là Tôn Võ, từ xa xôi tới đây muốn bái kiến thợ rèn kiếm đệ nhất thiên hạ giải mình. Muốn gặp chồng của tôi. Ồ, thì ra là giải phu nhân. Đi theo tôi. Chuyện xảy ra lúc nào vậy? Khoảng 3 ngày trước. Chồng của tôi tự xưng là người đúc kiếm giỏi nhất thiên hạ. Sau khi qua đời, nấm mộ lại điêu tàn tới như vậy. Ông từ xa tới đây tìm ông ấy, có chuyện gì? Tôn Võ đúng ra muốn tìm tiên sinh rèn cho một thanh kiếm, nhưng đáng tiếc đã trễ 3 ngày. Muốn rèn một thanh kiếm quý cần phải là 3 năm, chứ không phải là 3 ngày. Mà ông đã trễ mất 3 năm rồi. Ta muốn một thanh kiếm quý thiên hạ đệ nhất. Quả nhiên sắc bén vô song. Bảo kiếm. Từ nay về sau sẽ không còn thanh kiếm nào sắc bén hơn nữa. Nhớ tôi tới trước 3 năm thì ông tài luyện kiếm này chắc chắn sẽ không chết. Bởi vì thanh kiếm tôi nhà tiên sinh luyện dùng để giết chết Khánh Kỳ. Đáng tiếc, thiệt đáng tiếc. Giải Lăng chết rồi, tôi còn chưa chết. Ở dưới cái hòn đầm này
còn có một hàng bích thạch. Nếu như dùng nó để mà luyện kiếm, thanh kiếm luyện ra nhất định là một thanh kiếm sắc bén vô cùng. Nhưng đáng tiếc, nước hồ thật lạnh, chỉ có vào lúc giữa trưa hơi lạnh mới giảm bớt một chút. Tiên sinh, cái ô kim trùy này có phù hợp yêu cầu của ông hay là không vậy? Dạ phu nhân, cái trùy này có thể so sánh với kiếm của khách kỵ không vậy? An tâm đi, chắc chắn có thế lực quân bình. Cây trùy này có thể đâm lũng áo giáp của khách kỵ không vậy? Hy vọng tiên sinh đừng có nuốt lời. Giết chết khách kỵ, tới tế linh hồn của chồng tôi. Nếu như tùng vợ nói ngược, trời tru đất diệt. Được. Dạ phu nhân. Dạ tiên sinh, dạ phu nhân, tôn võ chôn hai người chung với nhau, để cho hai người có thể sống mãi bên nhau, mãi mãi không cô đơn. Đợi tôn võ giết chết Khánh Kỵ rồi dùng máu Khánh Kỵ tới đây cúng tế hai vị. Tôn võ xin cáo biệt. Cưỡi ngựa đã tiến bộ hơn xưa rất nhiều. Anh ấy bây giờ có thể so tài với huynh. Hiền đệ, Nam Cung cô nương. Tôn đại ca, lúc nãy đại ca thấy có người cưỡi ngựa kỹ thuật cao siêu, đại ca còn tưởng là hiền đệ. Đại ca thì không ngờ Yến Ly tiến bộ lại nhanh như vậy. Cho nên đại ca từ ngàn dặm xa xôi tìm hai con ngựa báo về đây, nhất định có đất để dụng võ. Đại ca cũng nghĩ vậy, nhưng không biết cái ô kim trùy này có dùng võ chi địa không nữa. Tôn đại ca, Yến Ly huynh, đây là binh khí gì vậy? Nó tên gì? Ô kim trùy. Ô kim trùy. Tôn đại ca, chúng ta không chọn làm người. Tam vị mời. 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 Có thể uống chung với tam vị anh hùng, bản cung thật sự không uống kiếp sống này. Công tử đã quá lời. Hồng đồ đại nghiệp của công tử đâu phải chỉ muốn uống rượu chung với chúng tôi. Đại nghiệp chưa toại, làm sao không uống kiếp này. Người biết ta chỉ có Tôn tiên sinh. Tôn tiên sinh thật sự là anh hùng đương kim thiên hạ. Nói tới anh hùng thì tôn võ xấu hổ không dám nhận. Đại ca đã quá khiêm nhường rồi. Hiền đệ, tuyệt đối không phải là khiêm tốn đâu. Nếu tôn võ cũng có thể là anh hùng thì hai chữ anh hùng đã bị người ta lạm dụng rồi. Nhưng thế nào mới có thể gọi là anh hùng? Anh hùng có thể làm được điều người ta không làm được, nhìn được những chuyện người khác không nhìn được, nói được những chuyện người khác không dám nói. Hả? Vậy theo lời tiên sinh, trong thiên hạ ai có thể xưng được hai chữ anh hùng đi? Đương kim thiên hạ có thể xứng đáng làm anh hùng chỉ có ba người thôi. Là ba người nào? Ở đây đã có hai người rồi, một là Hiền đệ và một là Yến Ly. Tôi là anh hùng hả? Yến Ly huynh tuy rằng bây giờ không có danh tiếng gì, nhưng mà tôn võ biết huynh nhất định sẽ gian danh thiên hạ.
Tôi không ngờ hai vị anh hùng giúp đỡ đại sự của bản cùng chắc chắn thành công. Nhưng mà còn vị anh hùng thứ ba là ai? Tôi xin dẫn kiến. Người anh hùng thứ ba chính là Khánh Kỳ. Dưới góc độ của Tôn Võ mà nói, trong ba vị anh hùng, Khánh Kỳ đứng hàng đầu, đầu là anh hùng trong số các anh hùng. Tại sao không dẫn tới Triệu Kiến công tử? Yến huynh, huynh còn nhớ là chúng ta đã thỏa thuận là huynh sẽ giúp chúng tôi một việc không? Tôi nhớ chứ. Đó là chúng tôi muốn nhờ huynh giết tên Khánh Kỳ này. Giết chết Khánh Kỳ có thể làm cho huynh nổi tiếng. Sau khi giết chết Khánh Kỳ, huynh sẽ thay thế chỗ ông ta, trở thành anh hùng trong số các anh hùng. Khánh Kỳ tàn bạo bất nhân, thích làm nổi, lại chinh chiến liên miên, làm cho dân chúng lầm than. Ngày nào hắn không chết thì dân chúng ngày đó không được an cư lạc nghiệp. Dân chúng có thể an cư lạc nghiệp hay không đâu có liên quan gì tới tôi. Yến Liên huynh, bộ công muốn đấu kiếm pháp với Khánh Kỵ hay sao? Có thể đấu kiếm với tất cả các vị anh hùng trong chốn thiên hạ, đó là tâm nguyện đời này của Yến Liên tôi. So kiếm pháp với Khánh Kỵ, dùng sống chết để định thắng bại. Thắng thì sống, bại thì chết. Nếu như chết với thanh kiếm của anh hùng, tôi chết cũng không ân hận. Được, câu nói này của huynh là đủ rồi. Tôi sẽ lập tức đi xếp đặt ngay. Nhưng bây giờ không phải là lúc. Tại sao chứ? Huynh đã hối hận. Yến Liên huynh, sợ rồi hả? Người chết chưa chắc là huynh, biết đâu chừng là Khánh Kỵ. Tôi không phải sợ chết. Vậy tại sao huynh lại không chịu giết chết Khánh Kỵ? Yến Liên huynh, có lời gì cứ tự nhiên nói đi, ta công tử và hiền đệ nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ. Việc này các người giúp đỡ không được đâu. Tôi đây có cha già còn sống, tôi phải phụng dưỡng. Tôi không thể nào bỏ ông ta không lo. Ngũ thứ tư này hứa với huynh, nếu như huynh có chuyện gì bất trắc, sanh lão bệnh tử của Lệnh Tôn, ngũ thứ tư này sẽ lo hết cho huynh. Và huynh yêu cầu bất cứ điều gì tôi cũng chịu. Phải, bản cung cũng dùng danh dự bảo đảm. Cung dưỡng phụ mẫu là trách nhiệm của phận làm con cái, làm sao có thể nhờ vả người khác chứ. Vậy thì huynh muốn gì? Đại lão phụ Bách Niên Quy Lão rồi, Yếu Ly này mới tùy ý các người sai khiến. Nhưng mà bây giờ không thể tục lệnh. Được, chúng tôi sẽ đợi. Cứ việc yên tâm phụng dưỡng Lệnh Tôn đi. Cảm tạ quý vị. Chúng ta không thể chờ được nữa. Nếu phải đợi mà không biết thời gian bao lâu thì ngũ tứ tư này phải điên mất thôi. Hiền đệ, thời cơ chưa có chín muồi, đừng nóng nảy. Ngày xưa chờ đợi còn có mục đích. Đợi báo kiếm, đợi tuấn mã, tất cả bây giờ đều đã có trong tay rồi, còn đợi bao lâu nữa? Đứng trên lập trường của đại ca. Nhưng đứng trên lập trường của đệ, đệ nghĩ là chúng ta nên tìm một người khác. Yến Ly là người thích hợp nhất. Hắn ít đang ít nói, không gây sự chú ý tới Khánh Kỵ. Hơn nữa hắn võ nghệ cao cường, chắc chắn đánh là trúng ngay. Ngoài ra hắn có lòng háo đấu, Tôn Võ nghĩ rằng trên đời này không có người nào có thể so sánh được. Vậy chúng ta phải tiếp tục chờ đợi. Phải, đợi một cuộc đời cũng phải đợi, và xứng đáng đợi. Yến Ly xứng đáng hay sao? Rất xứng đáng. Có phải Minh Châu tới đây không đúng lúc? Thích hợp lắm. Thiệt là may, thiệt là may mắn. Tử Tư, mùi đã nhuộm một miếng vải đỏ để làm lễ phục, màu có tươi không? Chỉ cần mùi thích và nghĩ rằng thích hợp là được rồi. Tử Tư, huynh đang mệt lắm, giờ huynh cần phải nghỉ ngơi. Mùi hãy về nghỉ cho khỏe. Con, tại sao giờ này con mới chịu về? Con đi đâu vậy hả? Công tử đẩy tiệc tẩy trần cho công tôn tiên sinh, mời con lập khách mà. Ê, con phong lưu khoái lạc, ăn uống no xài, ngay cả cha của con cũng không lo nữa mà. Con xin lỗi cha nha. Đã quá. Anh nè, có chuyện gì sao mặt mày con bí xị vậy? Họ có làm gì con không? Phụ thân, người ta tốt với con như vậy, dạy kiếm pháp cho con, dạy con cưỡi ngựa, và còn cho quần áo con mặc đẹp vậy nữa, và một căn nhà ngon lành như vậy, nhất định có yêu cầu nơi con rồi. Ừ. Vậy họ yêu cầu gì con vậy hả? Họ muốn con đây giết chết một người. Hả? Con sợ chết phải không? Không phải. Ê, không phải thì được rồi. À, khoan đã. Giết người không phải là chuyện đơn giản đâu nha. Họ có nói có lợi điểm gì hay không? Chỉ cần con chịu đi làm, mình có yêu cầu gì họ cũng chịu hết. Nhưng mà... Khoan đã, con lặp lại coi. Con có yêu cầu gì họ đều chấp nhận hết. Thật sao? Thật mà. Được,
Được. Những gì huynh cần tôi đã mang tới. Hả? Ôi, tôi sắp trở thành đại tướng quân rồi. Làm gì cũng được hết hả? Đúng vậy, ông muốn làm gì cũng được. Được, tôi cần binh phù ấn soái. Tôi có thể chỉ huy quân đội rồi. Tôi đã hạ quân lệnh, người nào có soái ấn thì người đó làm thống soái quân đội trong toàn thành, tùy ý sai khiển. À, chiến xa của tôi đâu? Đã chuẩn bị xong rồi. Được, chúng ta qua bến. Các ngươi nghe đây, bây giờ ta hạ lệnh cho các ngươi lập tức theo ta xuất phát. Hễ ta đi đâu thì các ngươi đi theo đó. Bây giờ xuất phát. Không biết có xảy ra chuyện gì không? Chúng ta làm như vậy không biết đúng hay là sai nữa. Sự việc tới giờ đúng hay sai đều không thể đối ngược. Bây giờ chỉ hy vọng là Yến Ly chỉ đi giết Khánh Kỳ. Chạy ra. Bà hãy chống mắt nhìn kỹ tôi xem, không lẽ chỉ giống một khách quan tầm thường thôi hay sao? Ồ, quân gia hả? Là tướng quân. Ồ, thì sao là đại tướng quân? Hey, sáng mắt thiệt đó. Nè, hãy mang tất cả những cô gái đẹp nhất chỗ này, mang hết ra cho ta. Mau lên. Được, chỗ của chúng tôi có rất là nhiều cô gái đẹp. Ông hãy coi đi nhờ. Nè, tất cả hãy mau đứng dậy, tiếp đãi đại tướng quân đi. Đại tướng quân. Lại đây một cái coi, trời ơi thơm quá đây. Ôi chú trời, cái tay trắng bao à, trắng bao à. Ôi cha, ôi cha, chú à, Yến Ly, ông cha về, điều tra hết điện rồi, mệt quá. Thì ra làm tướng quân thiệt vui vẻ như vậy. Ngày hôm nay cha đã làm một đại tướng quân rồi, chết cũng không có ân hận. Người cha vô dụng này của con có thể quay phong hết một thời gian rồi. Phụ thân là kiếm khách, cần gì phải ham đồ hư danh chứ. Con nói cha là kiếm khách hả? Cha của con là kiếm khách. Con tin thiệt sao? Con tin thiệt sao hả? Đồ ngu. Phụ thân, tại sao phụ thân nói như vậy? Cha nói con là đồ ngu đó. Hả? Nhìn kỹ con giống hệt như là cha ruột của con. Trước khi mà ổng chết thì ổng giống hệt như con vậy, dùng cặp mắt trợn trừng nhìn cha. Cha ruột của con trước khi qua đời đã nhìn trận trừng như vậy? Lúc đó chính mắt của cha nhìn thấy cha ruột của con qua đời. Là bởi vì chúng tôi đều là những tên lính đi trước những con ngựa.
Con có biết những tên lính mà đi trước những con ngựa thì gọi là gì không? Đó là những binh sĩ thấp kém nhất ở trong quân đội đó, chịu trách nhiệm xung phong và dò thám hư thực. Nói dễ nghe một chút là đội quân tiên phong ở trong quân đội, chịu trách nhiệm đỡ đạn cho người ta, bán mạng giùm cho người ta, đi dò thám hư thực của kẻ thù. Còn nếu như đánh thắng, đó là công lao của đại tướng quân. Cha của tôi đã nói những gì? Ông nói đi. Ông nhờ ta chăm sóc đứa con chưa ra đời của ông. Nhưng mà ta ngu thiệt, ta lại làm theo ý của ông. Ông đã giết chết cha ruột của tôi hả? Cha tôi không phải là kiếm khách mà là tên lính trước ngựa à? Ông gạt tôi, ông gạt tôi. Đôi màu, tại sao ông gạt tôi chứ? Tại sao ông gạt tôi? Tại sao ông gạt tôi? Tại sao ông gạt tôi? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Nếu như ông đã giết chết cha tôi, tại sao ông lại nuôi tôi chứ? Yến huynh, trước cái chết của Lệnh Tôn, tôi cũng rất đau buồn. Đau buồn hay là vui mừng đây? Chúng tôi bây giờ hiểu rõ tâm trạng của huynh. Có gì cần chúng tôi làm, cái gì căn dặn đi. Tôi muốn cha của tôi chết đi sống lại. Các người làm được hay không? Đại ca, có phải đại ca không được khỏe không? Không phải. Lúc nãy ăn cơm không thấy đại ca, tưởng là đại ca mệt. Về việc Liệt Tông đại nhân đã qua đời, mọi người ai cũng rất là đau buồn. Đại ca đừng có đau lòng nữa. Yếu đại ca, yếu đại ca. Chuyện gì vậy? Đừng có suy nghĩ nhiều quá. Ai vậy? Yến huynh, tôi là Ngũ Tứ Thư đây. Vào đi. Tôi cũng định đang tìm huynh. Huynh bỏ đi. Xin lỗi nha. Cảm ơn sự săn sóc của ông đối với tôi và cha tôi. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần để ý. Với ông mà nói đó là chuyện nhỏ, nhưng đối với tôi thì lại khác hẳn. Mấy tháng qua, tôi đây mới cảm thấy, hóa ra đời người lại xinh đẹp tới như vậy. Nếu như huynh cảm thấy đẹp, vậy tại sao lại bỏ đi? Bởi vì tốt đẹp nên tôi cần phải ra đi. Tôi thật không hiểu được. Ông đi nên hiểu rõ. Tôi nghĩ rằng cuộc sống bây giờ của ông là điều đương nhiên hay sao? Nhưng ông đây đâu có ngờ tới cái cảm giác của tôi khi phải sống cuộc sống này. Tôi đây không hiểu rõ, con người vừa sinh ra đời lại có một hưởng thụ tốt như vậy. Ở một căn nhà sang như vậy, ăn mặc quần áo hào hoa như vậy, còn tôi vừa ra đời đã chịu khổ. Tại sao tôi phải chịu khổ chứ? Tại sao có người lại làm được đại tướng quân? Muốn gì được nấy. Nhưng cũng có người lại làm tên lính trước ngựa, ngay cả mạng sống của mình cũng không thể nào giữ được, thậm chí mang mạng sống của mình để ký công lập nghiệp cho người khác. Tôi không muốn làm tên lính trước ngựa. Huynh nói nhiều như vậy, có nghĩa là muốn nói cho tôi biết huynh không muốn giết Khánh Kỵ. Giết Khánh Kỵ có thể làm cho huynh nổi tiếng thiên hạ mà. Nếu như giết không được Khánh Kỵ, bị hắn giết thì sao? Cho dù may mắn giết được Khánh Kỵ, người có lợi nhiều nhất là Ngũ Tứ Tư người và Tôn Võ, chứ không phải ta.
Cái mà tôi đây có được chẳng qua chỉ là một tên thích khách của Ngũ Tử Tư mà thôi. Một tên thích khách. Như vậy có gì khác với tên lính trước ngựa chứ? Tất cả những điều Quỳnh nói tôi đã hiểu rồi. Được, chúng ta thỏa thuận với nhau. Quỳnh giúp tôi giết Khánh Kỵ, trả giá đi. Nếu như Ngũ Tử Tư này làm được, tôi sẽ hứa với Quỳnh hết. Được, ta lấy tất cả của nhà người, phú quý vinh hoa, nhà cửa lụa là. Được, tôi hứa với Quỳnh. Còn nữa, Nam Cung cô nương đẹp tựa như hoa của nhà người nữa. Yến Ly, không đành phải không? Người dám nói thêm một lần nữa. Lúc nãy không phải nhà người đã nói sao? Chỉ cần ta giết Khánh Kỵ, bất cứ điều kiện gì nhà người cũng đồng ý mà. Đương nhiên là luôn cả Nam Cung cô nương. Hiện đệ dừng tay. Đánh được lắm. Ân oán giữa hai chúng ta thế là cũng phải giải quyết. Sau này không ai nợ ai. Yến Ly Huỳnh, theo Tôn Võ phân tích, tất cả mọi người đều luyến tiếc cuộc sống của mình. Đứng trên lập trường của Yến Ly mà nói, từ chối làm thích khách cũng rất là có lý. Đương nhiên đứng trên lập trường của chúng ta thì khẳng định là sẽ không được vui. Bởi vì chúng ta đã vì cái việc này trao ra biết bao nhiêu là tâm huyết. Nhưng mà sự việc đã như vậy thì cũng không cần mặt mày phải bí xị. Không có Yến Ly thì ta có thể kiếm người khác, đâu có tổn thất gì chứ. Có, chúng ta đã mất hết thời gian 2 năm rồi. 2 năm chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đại trưởng phu làm đại sự bao nhiêu năm cũng xứng đáng. Đề ca, chúng ta không còn nhiều lần 2 năm nữa. Và nếu như muốn tìm một Yến Ly khác, đâu phải là chuyện dễ dàng. Không phải. Nếu khó khăn thì phải tìm cách khác. Thằng dám thử dài thì ẩn thua cái gì? Minh Châu cô nương nói rất là có lý.